chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã dành thời gian đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay chương trình có một số thông tin nông nghiệp rất đáng quan tâm. Mong nhận được phản hồi và chia sẻ để bản tin ngày càng thiết thực hơn. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật. Chuột đồng ở miền Tây khan hiếm ngày Tết, giá cao ngất ngưỡng. Đẹp, độc, lạ, trái dừa chân Tết độc đáo của thầy giáo Sóc Trăng. Cùng tìm hiểu về không khí tất bật của làng nghề làm đặc sản ngày Tết ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Không biết là anh Tuấn Anh cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng Quỳnh Như thì đang ngày càng cảm nhận rõ hơn được không khí của những ngày Tết đang đến gần. Nhất là cảnh bến xe, hàng không thì tấp nập người về quê ăn Tết. Dần tôi cũng có chung cái niềm háo hức đó. Đây là khoảng thời gian với những cuộc vui, những bữa tiệc triền miên. Vì thế mà thực phẩm trong mấy ngày này được dự báo là giá sẽ tăng cao hơn nhiều so với những ngày bình thường. Vâng, và riêng với mặt hàng thịt heo thì mặc dù đây là loại thịt được cung ứng nhiều nhất cho thị trường, nhưng nguồn cung thịt lúc này rất là dồi dào, dự báo sẽ không có biến động mạnh. Những ngày cận Tết, mặc dù dịch bệnh có xảy ra nhỏ lẻ ở một vài hộ, nhưng không ảnh hưởng đến các trang trại chăn nuôi lớn. Theo khảo sát của ngành chức năng, nguồn cung thịt heo vẫn dồi dào, đáp ứng đủ cho thị trường trong dịp Tết và đặc biệt không có biến động về giá. Tại Đồng Nai, nơi có số lượng nuôi nhiều nhất cả nước, theo thống kê của ngành chức năng, con số này duy trì đều đặn trong suốt năm và dự kiến tăng nhẹ khoảng 10% vào dịp cận Tết. Năm vừa qua rất khó khăn với ngành chăn nuôi của Đồng Nai khi giá heo biến động mạnh. Nhưng người chăn nuôi, đặc biệt là các trang trại lớn, đã có kế hoạch tái đàn hợp lý nên giữ ổn định được thị trường. Mặc dù dịch tả heo châu Phi ở phía bên kia biên giới vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hiện nay chưa xâm nhiễm vào các vùng chăn nuôi của nước ta. Hy vọng là bà con chủ động vệ sinh chuồng trại, đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ trong chăn nuôi, tránh để phát sinh dịch bệnh vào dịp cuối năm này. Cùng với nhiều loại thực phẩm khác thì chuột đồng, đặc sản của người dân miền Tây cũng đang vào mùa tiêu thụ mạnh trong những ngày giáp Tết, giá bán rất cao. Tại các điểm tập kết chuột đồng ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, không khí hoạt động khá nhộn nhịp. Theo các chủ tập kết chuột đồng cho biết, sôi động nhất là vào ban đêm, vì lúc này người săn chuột trở về, đem lại điểm tập kết để bán. Một ký chuột đồng được bán với giá 50.000 đồng. Riêng tại các điểm bán lẻ ở chợ là 70.000 đồng một ký, tăng khoảng 10.000 đồng so với cách đây vài tháng. Một ngày các điểm tập kết chỉ thu mua được khoảng 500 ký chuột đồng, giảm vài trăm ký. Chuột đồng đạt giá cao là do được người tiêu dùng ưa chuộng và đang trở thành món ăn đặc sản của nhiều nhà hàng. Không chỉ ở miền Tây đâu mà còn tiêu thụ mạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ nữa, cho nên dần dần trở thành khan hiếm. Người dân miền Tây có rất là nhiều cách để bắt chuột đồng như là đào hang, hun khói hay dí cù. Tết Nguyên Đán đang cận kề, những ngày này thì tại các hội chợ hoa xuân, các điểm bán hoa tươi, cây cảnh thì đang rất là nhộn nhịp rồi ha anh Tuấn Anh. Nhưng đúng là như vậy. Nhiều năm về trước thì hoa chủ yếu là một số loại truyền thống thôi, nhưng mà ngày nay lại khác rất nhiều. Có rất là nhiều loại để chúng ta lựa chọn, mà loại nào cũng có vẻ đẹp riêng. Hơn một tuần lễ trước Tết Nguyên Đán, cảnh mua bán hoa tươi, cây cảnh diễn ra tấp nập. Không chỉ ở những nơi chuyên trồng hoa như Đà Lạt, Lâm Đồng hay Sa Đéc của Đồng Tháp, mà giờ địa phương nào cũng vậy, không chuyên trồng thì họ vận chuyển về. Nếu trước đây các chợ hoa xuân chỉ có chủ yếu 5-10 loại hoa đặc trưng, thì đến nay đã xuất hiện vô số cây tiểu cảnh, dễ dàng vận chuyển, dễ trưng bày, nhiều gam màu, hình dáng, phù hợp với không gian phòng, ngôi nhà nhỏ, giá cả hấp dẫn. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mà các nhà vườn, hộ sản xuất, kinh doanh đã cho nhiều loại hoa, loại cây cho ra hoa, ra trái theo ý muốn và để lâu ngày hoa trái vẫn đẹp. Thêm vào đó là các kỹ thuật chăm sóc, bảo quản hiện đại, đầy tính chuyên nghiệp nên hoa cây cảnh có thể để lại cho các Tết năm sau. Theo như ghi nhận thực tế của phóng viên chương trình, năm nay giá mặt hàng cây hoa, cây cảnh khá là hợp lý, tương ứng với năm 2018 và trước sau Tết Nguyên Đán cũng là mùa làm ăn của những người làm hoa và cây cảnh, bởi vì nhu cầu tiêu thụ hiện nay rất là lớn. Ở miền Bắc thì có hoa đào, trong Nam mình thì có hoa mai. Đây là hai loại hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình của chúng ta trong dịp Tết đến xuân về. Tôi nghe bà con trồng mai than quá trời vì thời tiết này khiến cho mai và đào đã bung hết. Nhưng bây giờ mà nở hết thì rõ ràng là không có chờ được đến Tết rồi. Không biết là những nơi khác như thế nào, chứ mà nếu mà chúng ta ghé làng mai ở Tây Ninh thì tình hình hoàn toàn trái ngược.
với các chủ vườn mai vàng ở làng Mai Bến Kéo, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, hôm nay đã rộn ràng đón tiếp các thương lái đến để tuyển chọn mai vàng có dáng đẹp, nhiều nụ để trưng bày bán Tết. Tại đây có khoảng gần 100 hộ trồng mai vàng với số lượng từ 50 đến trên dưới 800 cây, giá bán từ 300.000 đồng một cây đến hơn 30 triệu đồng một cây. Hiện những cây mai vàng ở đây được bà con chăm sóc rất kỹ ngay từ đầu nên dự đoán tất cả sẽ trổ đúng Tết. Ước tính mỗi vườn sẽ có lãi bình quân sau vụ mùa Tết từ 30 đến 200 triệu đồng một vườn. Thưa quý khán giả và bà con, nông dân thời hội nhập giờ đã khác. Với sự năng động sáng tạo của mình, không ít người đã biến tấu những loại trái cây truyền thống thành một loại có giá trị. Điển hình trong số đó phải nói đến là nông dân của tỉnh Lâm Đồng, nơi áp dụng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển nhất nước. Các nông dân đó đã không ngừng tìm tòi sáng tạo nhằm nâng cao giá trị kinh tế cũng như là giá trị dinh dưỡng thẩm mỹ của cây trồng. Qua bàn tay khối óc của nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng, những cây ăn trái bình thường bỗng được thổi hồn để có được dáng vẻ sinh động, đẹp mắt, phục vụ nhu cầu trang trí không gian Tết thêm phần sung túc và ấm cúng. Mời quý khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Bơ là một trong những loại trái cây đặc sản của Lâm Đồng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi những giá trị dinh dưỡng của nó. Tuy nhiên, bơ là loại cây dài ngày, đòi hỏi diện tích đất canh tác lớn, lượng dinh dưỡng cao, lại ra trái không đúng dịp Tết, nên ít ai nghĩ đến chuyện biến bơ thành loại cây cảnh chừng Tết. Nhưng với lão nông Lương Trọng Nghĩa, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt thì lại khác. Ông đã tìm tòi các giống bơ Mỹ có khả năng sinh trưởng và chống chịu sâu bệnh. Đặc biệt, các giống bơ Mỹ này có thể cho trái 4 vụ trong năm và trúng vào dịp Tết Nguyên Đán, nên cây bơ được trồng trong chậu với dáng hình nhỏ nhắn, dễ vận chuyển, nên vẫn cho trái rất đẹp mắt. Khác với bơ, cây sung không phải là loại cây xa lạ đối với nhiều người chơi bonsai. Nhưng loài sung Mỹ hay còn gọi là sung đường, trái ngọn, lá to, thân khỏe, lại là loài sung mới được nông dân Đà Lạt đưa vào chậu cảnh ngày Tết. Cây sung đường được trưng bày trong ngày Tết với dáng vẻ, thế đứng đa dạng, độc đáo, không chỉ làm đẹp thêm cho ngày xuân mà còn đem lại cho chúng ta hương vị ngọt ngào. Trước đây chúng ta chỉ quen những loại cây cảnh có quả truyền thống như quất, bưởi được trồng trang trí để phục vụ Tết Nguyên Đán. Nhưng cùng với năm tháng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, những năm gần đây, cùng với nông dân cả nước, nông dân Đà Lạt cũng không ngừng sáng tạo để lai tạo, tạo dáng những cây trồng mới. Trước đây, cây ăn trái chỉ cho người tiêu dùng về giá trị dinh dưỡng, thì nay cây đã được biến thành những cây cảnh đẹp mắt và rất là thú vị, đúng không Quỳnh Như? Đúng như vậy, tôi còn thấy là những cây ăn trái đưa vào nhà với màu sắc không chỉ là làm cho không gian xuân thêm vui tươi mà còn là điểm nhấn hứa hẹn một năm mới đủ đầy sung túc như là chính những trái ngọt trên cành. Người nông dân Đà Lạt nếu biến tấu những cây truyền thống thành cây cảnh chưng Tết thì người dân miền Tây cũng không kém cạnh khi tạo hình rất là nhiều loại trái như là bưởi hồ lô, dưa hấu thợ vàng, vân vân. Riêng những sản phẩm được vẽ bằng chữ thư pháp như thế này thì phải nói là quá trình chăm sóc không cần nhiều, nhưng mà bù lại phải có bàn tay tài hoa can thiệp mới cho ra những mẫu trái đẹp được. Và ở tỉnh Sóc Trăng thì có một người thầy giáo đang ăn nên làm ra nhờ cách trang trí độc đáo trở thành mặt hàng được nhiều người lựa chọn để trưng bày trong những ngày Tết. Ngon, đẹp, độc, lạ, đó là tâm lý của người tiêu dùng khi lựa chọn các loại quả trưng bày ngày Tết Nguyên Đán. Bởi ai cũng mong muốn mâm ngũ quả thể hiện được sự sung túc đủ đầy của gia chủ, hướng đến khát vọng một năm mới no ấm. Đón đầu được tâm lý này, thầy giáo Nguyễn Thanh Quỳnh, giáo viên môn mỹ thuật, trường Trung học Phổ thông Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, đã cho ra đời những trái dừa vẽ thư pháp nhũ, ống ánh, vô cùng độc đáo và mới lạ. Thầy Quỳnh cho biết, sau giờ dạy học trên lớp, thầy phải vào tận vườn chọn từng trái. Không thể chọn xô, vì chỉ có trái tròn, vỏ nhẵn thính mới có thể vẽ thư pháp được. Chữ thư pháp được khéo léo viết lên trái dừa là chữ tài, lộc, phúc, thọ, xuân, Tết, được khách hàng săn lùng dịp Tết năm nay. Với những khán giả nào thường xuyên xem chương trình, hẳn là còn nhớ cách đây không lâu chúng tôi có giới thiệu Fresh Đà Lạt, điểm dừng chân ở cung đường du lịch Canh Nông đang rất thu hút nhiều người ghé thăm. Bởi vì đến nơi đây du khách không những được chiêm ngưỡng khung cảnh mà còn được thưởng thức, được mua sắm, trải nghiệm những vườn rau, vườn hoa công nghệ.
Và tôi nghĩ là loại hình này sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Và Quỳnh Như cũng nghĩ như anh Tuấn Anh vậy, bởi vì sau 2 năm phát triển mô hình du lịch canh nông, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 28 mô hình du lịch canh nông đạt chuẩn theo quy định của Bộ Tiêu chí, cho thấy là bà con ở nơi đây đang rất quan tâm loại hình này. Với lợi thế trên 54.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nhiều loại nông sản quý, chất lượng sạch, tạo điều kiện cho du lịch canh nông, Lâm Đồng đứng đầu cả nước về thu hút khách với con số 600.000 đến 1 triệu lượt khách một năm. Để phát triển loại hình du lịch này tương xứng với tiềm năng hiện có, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các đơn vị kinh doanh hoạt động cần bám vào các quy định trong Bộ Tiêu chí công nhận mô hình tuyến du lịch canh nông và điểm du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thúc đẩy loại hình du lịch canh nông phát triển và quảng bá hình ảnh đó. Đi kèm với đó thì mỗi đơn vị hoạt động du lịch canh nông cần tự nâng cao chất lượng phục vụ cơ sở hạ tầng du lịch của mình để phục vụ du khách tốt hơn và tổ chức thực hành nông nghiệp sạch để xuất khẩu hàng hóa tại chỗ cho khách du lịch, chính là cách để quảng bá và tiêu thụ tốt sản phẩm. Chúng ta đang ở trong những ngày đếm ngược để cùng đón chào Tết Nguyên Đán. Và ở tại thành phố Đà Lạt, một nơi nổi tiếng với các loại đặc sản như là khoai lang dẻo, hồng treo, mứt dâu, rau củ sấy, trà atiso, hiện cũng đang bước vào mùa cao điểm cung cấp sản phẩm cho thị trường Tết. Điều này đòi hỏi người dân theo nghề sản xuất đặc sản phải tất bật hơn. Nhưng mà mọi thứ đều không quá khó khăn khi tất cả, từ nguyên liệu cho đến nhân công, đều đã được chuẩn bị từ trước đó. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Cách Tết hơn một tháng, cơ sở sản xuất khoai lang dẻo của gia đình chị Yakach Kazan, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, luôn tất bật, số lượng nhân công tăng gấp đôi so với ngày thường. Gia đình chị là một trong những hộ đầu tiên của địa phương theo nghề làm khoai lang dẻo. Ban đầu chỉ là phục vụ chế biến khoai lang của nhà trồng. Nhưng hiện nay nhận thấy tiềm năng từ nghề làm đặc sản truyền thống này, cho nên chị đã mở rộng quy mô bằng cách thu mua khoai lang mật của bà con địa phương về, chế biến thành sản phẩm khoai lang dẻo và luôn được thu mua 100%. Bên cạnh các cơ sở sản xuất đặc sản truyền thống của địa phương, thì các mặt hàng đang rất được ưa chuộng như hồng treo, rau củ sấy và các loại mứt, trà atiso cũng là lựa chọn hàng đầu của người dân thành phố cho dịp Tết hay làm quà tặng bạn bè gần xa. Và tại chợ Đà Lạt, đây có lẽ là địa điểm sôi động nhất những ngày này. Để đáp ứng nhu cầu biếu tặng, nhiều sản phẩm bánh mứt đặc sản Đà Lạt cũng được các đơn vị tiểu thương và doanh nghiệp trên địa bàn chú trọng gói thành những hộp quà để làm dòng sản phẩm biếu tặng vô cùng bắt mắt, thể hiện sự quan tâm dành cho những người thân trong dịp lễ Tết. Tôi thấy rằng bây giờ là cái cạnh tranh về buôn bán của cái ngành đặc sản nó quá sức ép, nó quá cao, nên hầu hết là tất cả các chị em đều biết được điều đó và họ muốn giữ chân khách, nên hầu như là cái biến động về giá cả hầu như không có, cho nên là du khách yên tâm và những người tiêu dùng yên tâm là tới với chúng tôi thì chúng tôi vẫn giữ giá như cũ. Giáp Tết, việc nhà đã bận lại thêm phải tăng ca để đảm bảo nguồn hàng đáp ứng cho các đơn vị mối sỉ lẻ. Vậy mà nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của các chị em. Với họ, làm đặc sản là phải từ cái tâm và tình yêu đối với nghề. Đó cũng là minh chứng cho việc đặc sản Đà Lạt luôn được ưa chuộng và ngày càng phát triển, có mặt trên cả thị trường trong và ngoài tỉnh. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu có phản hồi ý kiến và yêu mến chương trình, muốn giao lưu tìm hiểu cây con giống mới, bà con và quý khán giả hãy liên hệ với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.